có một cái hang đá riêng. Thì mỗi năm thì sẽ có những cái ý tưởng rất là khác nhau. Hồi đó thì mình nhậu cũng không biết gì nhiều, lên cùng với lớp với các anh chị phụ, anh chị kêu mình làm gì thì mình làm đó thôi, chứ cũng không biết nhiều. Dần dần thì càng ngày càng quen hơn thì bây giờ mình lên hình trưởng thì mình sẽ cùng với khối các anh chị trong khối, trong ngành làm một hang đá chính luôn. Khoảng thời gian này năm ngoái mình cũng làm hang đá chung với các bạn luôn. Cái lúc mà làm cái khung á, mình cầm cái khung, nhưng mà mình cứ bốn người cầm cái khung, xong mình ý lại là ba người kia đã cầm chắc rồi, cho nên mình đã không cầm cái khúc đó. Mình đi ra một cái nó sập xuống cái rầm, và là cái khung nó làm khoảng 2 tiếng mấy mới xong, rồi nó tan tành hết. Mình là ca viên từ hồi còn bé nên cơ, cho nên cái việc mà chuẩn bị cho Giáng sinh, hoặc là hát cho Giáng sinh, hoặc là diễn cho Giáng sinh, là cái đó nó giống như là một cái thói quen từ hồi nhỏ rồi. Đi hát Giáng sinh khoảng cũng hơn 10 năm rồi. Tại Sài Gòn thì cũng được 8 năm. Thì những ngày đầu tiên tôi sang Sài Gòn thì tôi đã tham gia một cái nhóm hát hay một cái ca đoàn nào đó để đi hát Giáng sinh. Họ cần những sự ấm áp từ mình, thì đó là lúc mình trao đi. Thì tinh thần mùa Giáng sinh là tôi nghĩ là vậy. Tại vì lúc mà chú Hà Đồng sinh ra thì rõ ràng không có sự ấm áp đó, thì mình nên chia sẻ sự ấm áp đó cho mọi người.